Hôm qua, lãnh sự quán Nhật tại Thượng Hải bị tấn công. Từ sau khi công nhân xưởng vải Nhật Bản Thượng Hải bị bắn chết ngày 5 tháng 6, dẫn đến cuộc đình công, sinh viên Đại học Thượng Hải tại Tô Giới đoàn kết phát động gây quỹ và diễu hành tự phát. Nhưng bị dân phòng ngăn cản dẫn đến xung đột. Khoảng 3 giờ chiều hôm qua, trên đường Nam Kinh, cảnh sát đã nổ súng khiến 7 sinh viên tử vong, thương vong vô số. Từ khi xuất hiện những cuộc vận động của nhân dân, trước giờ chưa từng thấy, với công nhân học sinh phẫn nộ đến mức mạo hiểm tính mạng đổ xô vào lãnh sự quán Nhật, khiến cho tình hình căng thẳng ngày càng căng thẳng. Tử Hằng, cứu em với Tử Hằng. Cực hình. Có thể giúp tôi tạm quên đi đau khổ, quên đi những ký ức khó quên. Bến Thượng Hải chỉ đem đau khổ cho tôi. Tổ chức, hy vọng đang ở đâu? Ông trời, hãy giúp tôi. Tôi phải thoát ra khỏi đây. Tôi phải kết thúc tất cả chỗ này.
Phương thiếu gia, thương lộ bình an nhé. Thiếp gia, hôm nay chúng tôi đến đây đưa tiễn cậu. Thượng lộ bình an nhé. Có người dịp vụ, đừng để anh ta rút khoát. Nhanh lên, anh ta ở trên đó. Mau lên đi, mau. Nhìn cái gì mà nhìn chứ. Tôi mượn phòng anh dùng chút. Tất cả cùng xông vào. Dậy đi, dậy đi. Thần thủ không tệ đó. Bọn chúng đang ở trên đó. Nhanh lên, đừng để chúng chạy thoát. Anh bị bệnh hả? Bắt lấy anh ta, đừng để cho anh ta chạy mất. Bắt lấy bọn chúng. Đứng lại, đừng chạy. Đứng lại. Đứng lại, đập chúng đi, đánh đi. Đúng rồi, đánh chết đi. Muốn chết hả? Đừng chạy. Đừng có chạy. Đừng sao tụi bay chạy đâu. Đứng lại. Đừng chạy. Đừng có chạy. Mau lên, không được chạy. Được lắm, giỏi lắm anh em. Bên đó kia. Chạy đi, chạy, mau lên.
Không phải chứ. Ý anh là sao? Anh có biết tôi là ai không? Tôi là nhân vật quan trọng ở bến Thượng Hải đó. Anh bắt tôi nhảy xuống đó sao? Sau này làm sao lăn lộn với Thượng Hải được? Để bọn chúng chạy thoát. Nhanh lên. Thế Đình Hạc Nhiên này còn sống, ông ngạc nhiên lắm phải không? Hôm nay tôi có thể đến đây gặp các vị, là vì điều mổ mạng lớn. Không biết thần thánh phương nào tìm mấy tên rác rưởi muốn đâm cho tôi một giác. Hôm nay cũng may tôi nhặt lại được cái mạng này, nếu không thì tôi đã bỏ xác trong xe hơi ngoài kia rồi. Nếu tình chưa phai, đừng lãng phí thời gian nữa. Dưới mưa gió bão bùn, em vẫn nhớ đủ cười quanh. Là chủ của bến cảng nào to gan vậy? Dám động thổ trên đầu của Đường tiên sinh hả? Nào, chúng ta cùng nâng ly đi, để trấn an Đường tiên sinh nào. Cảm ơn Diệp tiên sinh, thật là xấu hổ. Nhưng các vị nghĩ thử xem, cho dù Hạng Dũng có 1000 cơ hội, nhưng vẫn không đánh bại được Lưu Bang. Đó chính là điểm khác biệt giữa anh hùng và côn đồ. Bến Thượng Hải trong vài năm trở lại đi, có rất nhiều anh hùng muốn lấy mạng của tôi, nhưng cuối cùng bọn họ đều chết hết. Trời ơi, họ chết đi được. Anh bị câm hả? Tôi giúp anh trốn thoát, cả một tiếng cảm ơn cũng không có. Anh nhìn gì chứ hả? Chạy mau. Xem ra anh vẫn còn nghĩa khí lắm. Tôi đúng là không nhìn nhầm người mà. Kỹ thuật lái xe của anh cũng khá lắm, nhưng tôi nói anh biết, anh vẫn còn kém tôi một chút đó. Quần áo của anh kiếm đâu ra vậy? Không tệ chứ. Mấy giờ khiến anh xong, anh có ổn không hả? Chỉ giỡn thôi mà. Thank you.
Dừng lại đi. Anh em, dẫn đi sảng khoái. Đúng là Phương Thiếu Gia kìa. Đúng đó, là Phương Thiếu Gia thật đó. Nào, tôi bảo canh lầu 2 nhé. Nào xuống xe đi, thư giãn chút đi. Phục vụ anh em của tôi cho tốt đi. Nào, con nào tốt đây? Anh đi đâu vậy? Ba, lần này tên mập họ Diệp kia đúng là độc lắm. Ông ta muốn giết chết con trong ngục. Ông ta dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Có phải là con nên giết ông ta không? Kiệt à, trở về là tốt rồi. Sao con biết là do tên mập họ Diệp kia làm chứ? Tại sao bố trí nhiều người trong viện vậy? Giải tán hết cho ba. Con không làm. Ba à, rồng sinh rồng, phụng sinh phụng. Còn lão tí giỏi đánh nhau. Lão tí à? Không đúng, không đúng. Nè, tôi nói người biết, cả mấy Thượng Hải đều biết hai chúng tôi là đôi trời sinh. Em là quả trên trời. Không, không đúng, không phải quả. Em là phượng hoàng trên trời, bay trên không trung. Còn anh là thiếu gia. Đại tiểu thư đến rồi. Đến rồi hả? Ở bên đó. Dám cười hả? Về rồi à? Hai năm không gặp, anh vẫn không thay đổi, vẫn vô tâm vô tư như xưa. Bó hoa này anh tặng cho ai vậy? Bó hoa này anh tặng cho em. Cảm ơn anh nha. Chúng ta mau đi thôi, kẻo lại trễ giờ xem phim. Anh đã bảo cả sạp quốc Thái rồi. Em yên tâm, không trễ được đâu. Không ngờ với Alice Adam, của Hepburn, công chúa Thượng Hải sớm hơn Anh Quốc.
Em sùng bái nhất Lọ Hai Mương. Em thấy cô ấy vừa xinh đẹp lại còn quyến rũ. Em đang nói dở nào vậy? Giờ đó thế nào hả? Em mới phát hiện ra anh không hiểu biết gì về em quá. Không thèm nói với anh nữa. Đi thôi. Bây giờ anh cũng lãng mạn quá hả? Chân cổ xe giường cổ này. Tôi đón em. Đương nhiên rồi. Anh là ai chứ? Anh là Phương Kiệt mà. Cầm lấy quà của anh nè. Một con chó à? Thì anh đuổi thúc mà. Anh xem, nhìn nó giống như là anh ghê chưa? Thôi được rồi, miễn cưỡng chấp nhận. Cảm ơn em. À đúng rồi, ba em vẫn khỏe chứ? Ông ấy vẫn khỏe, ông ấy nhớ em lắm. Giống anh vậy đó. Vậy sao ông ấy không đến đón em? Hôm nay ông ấy bận họp cục hội đồng nên bảo anh đón em đó. Bây giờ chắc đang ở nhà cho em rồi. Dạo này Bến Thượng Hải loạn lắm. Trên sông Tô Châu mỗi ngày đều nổi lên bên cả đống xác chết. Mấy thi thể đó mặt mũi nát bấy hết. Thiên, buông ra. Lừa đảo. Gần thêm chút nữa. Tránh ra, tránh ra.
chạy mau. Lão già, Đường tiên sinh, ba sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa đâu. Hôm nay cũng may có anh ấy. Nào, gặp ba em đi. Hồi nãy cũng nhờ anh ấy cứu con. Nè, đây là Đường tiên sinh, ba tôi. Sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa. Không bao giờ. Tử Hào, cứu em, Tử Hào. Ba, con thấy đám người hôm nay không phải là người ở bến Thượng Hải. Không biết bọn du côn đó đến từ đâu nữa. Bọn chúng ỷ đông người. Con giỏi tiền ra, bọn đem một với con đi. Con sẽ bắt bọn chúng xuống âm phủ hết. Nếu con nhờ anh ấy kịp ra tay cứu giúp. Nếu hôm nay không nhờ con ấy, anh làm gì có cơ hội ngồi đây mà khóc lác chứ. Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu chưa dựa vào anh ta, em nghĩ bữa tiệc tối nay sẽ trở thành canh bệnh bà. Cái gì? Mơ cái đẹp hả? Anh ngoài em ra thì anh chỉ từng mơ thấy cô gái nào khác cả. Ba, ba xem bà đấy nói lung tung gì vậy? Hôm nay chúng ta cả nhà đoàn tụ là ngày vui hiếm có. Nào, chúng ta cùng chúc mừng. Cũng tại đường mổ sơ suất, quên hỏi ca danh quý tánh của đại anh hùng. Ba, anh ấy bị câm đó, không biết nói đâu. Lý Tử Hào. Đường tiên sinh, tôi là Lý Tử Hào. Một con chim sẻ, một cái đầu, hai con mắt xoay tròn. Ba, hát hay lắm. Hát hay giống như mẹ con vậy.
Lần này con trở về, ba phát hiện con lớn hơn nhiều, càng ngày càng xinh đẹp. Không, là tao nhã. Giống như mẹ con vậy. Chờ một thời gian nữa, mà sẽ mở một vũ đài nhạc hội cho con. Chắc chắn là con sẽ trở thành tiêu điểm của vũ hội đó. Cũng giống như mẹ vậy hả ba? Ba, con nhớ mẹ lắm. Mẹ con chết như thế nào? Chuyện đã xảy ra lâu như vậy, tại sao ba vẫn không chịu kể con nghe vậy? Ba à, ba còn nhớ 10 năm trước hôm sinh nhật của mẹ không? Mẹ con giấu con đi, ba cứ tưởng lạc mất con rồi. Suýt chút nữa lật tung cả Thượng Hải. Tại con và mẹ con muốn chọc cho ba vui thôi. Ai ngờ ba đúng là vô vị. Chỉ vì một trò đùa mà ba nổi trận lôi đình. Cũng tại hai mẹ con dám nói chuyện này, sao làm trò đùa. Ba không chịu nổi trò đùa như vậy đâu. Ba, lần này con trở về, con thấy ba không vui. Chỉ cần con ở bên cạnh ba thì ba thấy vui rồi. Ba chỉ hy vọng con mãi mãi vui vẻ hạnh phúc. Con đâu phải là khiến con, làm sao có thể mãi mãi vui vẻ hạnh phúc được? Người khác không thể, nhưng con có thể. Vậy ba hãy khiến Lý Tử Hào bảo vệ con khỉ con này đi. Con đúng là giống như hệt mẹ con hồi còn trẻ, không nhớ được chuyện gì cả, cái gì cũng nói tuyệt ra hết. Ba, ba. Lý Tử Hào 24 tuổi, người Bắc Bình, là sinh viên đại học Tucson. Năm ngoái tại Nhật tổ giới, anh ta là lãnh đạo 415 học sinh diễu hành biểu tình, sau đó bị bắt giam tại ngục số 1. Trong thời gian tạm giam vô cùng cứng đầu, không chịu tiết lộ bất kỳ hành tung của nhân vật cấp tiến nào. Lần giải quyết vụ diệt ngục này, chúng ta đã tốn không ít sức lực ở tù giới, vẫn không tra ra được mối quan hệ gì giữa Lý Tử Hào với đàn áo xanh. Lão gia, có cần đợi thêm khoảng thời gian nữa? Chúng ta hãy điều tra kỹ thêm. Không kịp nữa rồi, trước mắt chúng ta đang cần người. Tôi không cần biết có đáng tin không, tôi chỉ biết anh ta có ích cho chúng ta hay không. Đường tiên sinh, rốt cuộc ông muốn tôi làm gì? Tôi muốn cậu giết tôi trước mặt các đảng phái ở bến Thượng Hải. Từ khi tôi bắt đầu gia nhập Pháp Tô Giới, những ngăn chặn việc buôn bán thuốc phiện, bến Thượng Hải đã không còn bình yên nữa. Lãnh sự Pháp Tô Giới Uyên liên thủ với Hồng Bang Diệp Khải Sơn, một lòng muốn diệt trừ tôi. Tại sao lại chọn tôi? Tôi không tin tưởng bất cứ người nào. Vậy ông tin tưởng tôi sao?
Không có gì. Nhờ vào anh cả. Nào, cạn ly, cạn ly. Chào ông. Thích không nào? Nơi này chính là bến Thượng Hải mà ai cũng mơ ước đến. Thiên đường. Đường tiên sinh, ý ông như vậy là sao? Tôi mời các vị nghe nhạc. Tử Hào, cứu em, Tử Hào. Nè, anh sao vậy? Tôi đi vệ sinh một chút. Từ giờ phút này, cậu chính là thành viên của đảng Áp Xanh chúng ta, là đồng chí cùng chung chiến hào, phục tùng mệnh lệnh, trung thành với đảng, hy sinh vì đảng, kiên trì hoàn thành nhiệm vụ được giao của tổ chức, trung thành tuyên thệ phục tùng mệnh lệnh, tận trung với đảng, dù nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ nan, cống hiến cả đời cho đảng. Anh làm gì vậy? Có sao không? Đường tiên sinh, hôm nay ông mở yến tiệc ở Bạch Lạc Môn, chắc không đơn thuần mời chúng tôi uống rượu chứ? Mấy ngày trước đường tiên sinh bị đột kích, không biết có liên hệ gì với đợt tuyển cử quay đổng lần này không? Tôi cũng cảm thấy gần đây tình hình ở bến Thượng Hải không ổn lắm, không yên bình chút nào. Mã Tam, hai người các vị đều là lão tử của vũ đài này, chỉ vì miếng cơm thôi. Hai vợ đây giúp đường tiên sinh nói những lời chết chóc thế này, tôi cũng không thấy lạ. Đường tiên sinh, hãy để tôi nói trắng ra đi. Mục đích ông giữ chúng tôi lại chính là vì muốn điều tra.
Rốt cuộc lại muốn giết ông. Ông muốn rung cây dọa khỉ. Con hổ trong mắt ông chỉ có một, đó chính là Diệp Khải Sơn thôi. Vậy tôi há chẳng phải dẫn dê vào hang cọp à? Ông là lão hổ thật. Tôi cũng là lão hổ thật. Nhưng mà bến Thượng Hải chỉ có thể chứa một lão hổ thật. Trước giờ tôi chưa từng thấy lão hổ. Cá chết thì thấy đầy ra đó. Vậy Đường tiên sinh cần phải cẩn thận. Cá chết cũng có ngày đổi đời đó. Đợi tới lúc cá chết đổi đời cũng là lúc đã chín trong chảo dầu rồi. Nè, hai người làm gì vậy? Mọi người đến đây vui chơi, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Đừng quên đội điều tra của Pháp vẫn chưa đi. Tổng lãnh sự Owen chắc chắn không bỏ phiếu cho ông chủ Diệp trước khi đảm bảo được an toàn cho cái mão quan của mình. Đường tiên sinh, chúng tôi đã điều tra nhóm người ám sát ông, bao gồm cả những người có thù. Vậy ông có liên hệ với đảng phái ngầm? Đảng áo xanh à? Đúng vậy, đảng áo xanh. Đừng quên sau khi đại sứ Nhật bị đâm, chuyện ông đã giúp bọn Nhật thanh toán đám sinh viên cấp tiến, hạ thủ quá độc đó. Trong số đó có không ít người của đảng áo xanh. Nếu tôi là ông, tôi sẽ cực kỳ cẩn thận. Nhật dân em, em làm thế nào? Sao hả? Em vẫn chưa chết. Có phải anh sợ không? Em hát hay lắm. Hát rất hay. Em là ca sĩ nằm cốt trong đội hợp xướng. Anh muốn uống một ly không? Rượu này ngon lắm. Nếu mắc cỡ nào, chắc anh không tưởng tượng nổi đâu. Cùng uống nào. Sao vậy? Anh không muốn uống với em sao? Chúng ta xa nhau lâu như vậy, chắc có nhiều lời muốn nói lắm. Em rất muốn nghe, nên hãy uống với em đi. Hôm nay anh đến đây là muốn trả cho em cái này. Anh xin lỗi, lúc anh trong ngục anh đã làm hư đó rồi. Anh không nên để em gia nhập tổ chức, càng không nên để em tham gia và lần hành động đó. Anh nói anh không nên hả? Không được để em tham gia.
Nâng hành động đó, cho dù thành công hay thất bại, chúng ta sẽ vẫn bên nhau. Điều là do anh nói. Chúng ta sẽ đến Bắc Bình kết hôn. Cũng là do anh nói cả. Anh xin lỗi. Giờ chỉ còn lại câu xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Em đừng như vậy mà. Em bình tĩnh đi. Hãy bình tĩnh. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi à. Điều lỗi tại anh. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Tự hào. Nín tự hào. Lúc chúng ta mới quen, anh đã bước vào cuộc đời của em. Anh là tất cả đối với em. Nếu anh rời xa em phải làm thế nào đi? Em phải làm thế nào đi? Bây giờ anh muốn em làm gì đi? Em cứ tưởng anh đã chết. Trái tim em đã chết rồi. Nhưng giờ anh lại trở về. Anh bắt em phải đối diện anh thế nào đi? Làm thế nào đối diện tất cả đi? Rốt cuộc em phải làm sao đi? Làm tiểu thương. Tiết mục tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Đường tiên sinh đang chờ cô. Anh phải đi rồi. Tử Hào. Làm tiểu thư, tới lượt cô ra sân khấu rồi. Đường tiên sinh đang đợi cô. Tên họ là gì? Sao để cô ấy làm chuyện đó? Cậu bình tĩnh lại đã. Tại sao hả? Tôi biết chắc hai người sẽ gặp nhau. Làm vậy không nguy hiểm sao? Sao vụ hôm đó tâm trạng cô ấy mãi vẫn không tốt? Cậu yên tâm, nhiệm vụ của cô ấy hiện giờ chính là ngoan ngoãn ở bên cạnh Đường Hạc Hiên. Nhưng mà hình như cô ấy đã thực sự đồng lòng với lão già đó. Đúng, các người vẫn đang giữ tài liệu của cô ấy. Hết cách rồi. Với tình hình hiện giờ của cô ấy, tôi sợ cô ấy sẽ làm ra những chuyện bất lợi với cậu. Bất lợi với tổ chức mới đúng. Nếu không có tổ chức, hai người có thể sống quay phong như vậy được không? Cậu tưởng cậu từ trong giám ngục thoát ra ngoài, tổ chức không hề biết gì sao? Tại sao các người không trả tự do cho Lam Nhật Dân đi? Cô ấy đã hy sinh quá nhiều rồi. Tôi làm vậy cũng như vậy an toàn của rất nhiều người. Sau khi nhiệt ngục, tại sao cậu không liên lạc với tổ chức?
Đường Hạc Khiên dẫn theo tôi mỗi ngày. Đường, tốt, và hãy thuận theo cơ hội này mà tiếp tục. Cơ hội lần này của cậu vô cùng hiếm có. Được, nhưng tôi có một điều kiện. Nói đi. Để sau khi thành công, quỷ hết tài liệu, đây là Nhật Dân đi. Tại sao hai người lại đi chung vậy? Được tiểu thư, ba cô cô nói ông ấy bận việc nên để Tử Hào đón tôi qua đây. Chỉ đơn giản là đón cô qua đây sao? Tử Hào, tôi quên mất. Tôi nghe nói hai người trước đây từng là bạn thân. Tôi và Tử Hào không thể xem là bạn thân. Có là bạn thân hay không? Có cần phải xưng hô thân mật như vậy không? Hôm qua tôi thấy cô và ông quen cùng nhau bước ra từ khách sạn Huynh Mau, nhìn thân mật lắm. Cô cảm thấy tôi có lỗi với ba cô sao? Vậy thì không phải, tôi đâu có nói với ông ấy. Nhưng tôi muốn nói cho cô biết, Lý Tử Hào tốt nhất cô hãy tránh xa anh ấy một chút. Tôi đi gặp ông quen, ba cô cũng biết là ba cô bảo tôi đi gặp ông ta, bàn chút chuyện với người ta, cho nên cô không cần lo lắng về chuyện này. Sau này cũng không cần thiết nói những chuyện này với tôi. Cô chỉ cần nhớ ba cô rất thương yêu cô. Vậy cô có yêu ông ấy không? Thiên Thiên, tôi khuyên cô tránh xa tôi ra một chút. Cũng tránh xa chỗ này ra, được không? Cô không nên ở Thượng Hải. Hãy nhanh chóng trở về Anh Quốc. Cô bé này yêu anh rồi. Đừng nói lung tung, chỉ cần nhìn ánh mắt là đủ rồi. Em biết mà. Đừng hại cô ấy giống như năm xưa anh hại em. Cầu xin đức cha tại thượng, nguyện cho những đứa con luôn kính gọi ngài, nguyện cho thế giới thiên đường, nguyện cho ý nguyện của ngài thực hiện trên đất này. Tử Hào, rốt cuộc ba tôi là người thế nào? Điều đó không quan trọng. Cô chỉ cần biết ông ấy là ba cô, ông ấy thương yêu cô là đủ rồi.
Có thể tình yêu thương này là một điều bất hạnh. Có thể là bất hạnh. Cũng có thể là hạnh phúc bất tận. Lý Tử Hào, em yêu anh. Cho dù anh là người thế nào, em vẫn yêu anh. Em nói lại lần nữa, cho dù anh là người thế nào, em vẫn yêu anh. Toàn bộ phụ nữ ở Thượng Hải anh đều có thể đụng vào, ngoài trừ cô ấy. Làm phiền ông, nếu như Đường tiên sinh có lòng hợp tác với chúng tôi, vậy thì chuyện gây động ông không cần phải lo. Nhưng mà tôi không hy vọng xảy ra chuyện tổn hại đến đế quốc Nhật Bản lần nữa. Bảo Triệu Duyên đốt vài nén nhang đàn hương, tăng bớt hơi khí của bọn người Nhật đi. Dạ. Sao cô lại đây? Tôi muốn tìm anh uống rượu. Giờ trễ quá rồi. Hai chúng ta cùng uống đi. Tôi uống rượu giỏi lắm. Tôi không uống. Vô vị. Thiên Thiên, trễ lắm rồi, cô nên về đi. Cô muốn nhảy cùng tôi không? Rốt cuộc anh có biết nhảy không vậy? Tôi không biết nhảy. Vậy tôi có thể dạy anh nhảy. Thả lỏng đi. Xin lỗi nha. Thiên Thiên, cô còn quậy nữa tôi khi cô về đó. Ý của anh là anh không muốn nhảy. Vậy là muốn đón giật chứ gì?
Mày gật cái gì vậy? Mày thấy tao dễ ăn hiếp lắm sao? Tôi và Diệp Khải Sơn đều nắm 50% khả năng thắng. Lần này nhất định phải lợi dụng tay của Diệp Khải Sơn thành công. Dưới con mắt của tất cả người bến Thượng Hải, nhìn thấy tôi ngã xuống, vậy thì tất cả dị nghị của công chúng đều đứng về phía của chúng ta. Nghe nói Diệp Khải Sơn đã tìm mấy sát thủ trong nghề, chưa từng thất bại. Ba, làm vậy có đúng không? Hiện giờ chúng ta đã để lộ điểm yếu nhất ra cho đối phương đánh rồi. Chỉ khi một người vào thời điểm yếu nhất thì tất cả kẻ thù ẩn mình xung quanh người đó mới dần lộ ra trên mặt nước. Trận này tôi thà chết cũng không chịu thua. Lão gia, ngài Takada có chuyện cần gặp gấp. Giống diễn tôi không muốn ở đây làm phiền bài diễn thuyết của ông Đường. Tôi có món quà muốn tặng ta cho chồng. Tôi hiếm khi đứng trên một thuyết trình. Hôm nay là ngày kỷ niệm 85 năm ngày khai mạc sự chuyển nhượng giữa Thượng Hải và Pháp. Tôi muốn nói rằng cuộc bầu cử chủ tịch đối với người Hoa mà nói là một chuyện vô cùng quan trọng. Ba, bà về lớn nha. Nhanh lên. Bà về lớn nha. Mau lên, mau lên, mau lên đi. Mau lên đi. Qua, em chạy phía sau. Cẩn thận phía sau. Mau đi theo tôi. Bảo vệ lẫn nha. Mau lên nào. Mau lên đi. Nhanh lên. Đi nhanh.
Đi mau lên. Rốt cuộc là sao hả? Bên kia kìa. Rốt cuộc là sao? Mà nói đi. Bà tôi chết rồi. Xe là do anh sắp xếp. Người cũng là do anh sắp xếp. Mau xông lên đi. Có phải anh không? Anh muốn làm đại ca đúng không? Phương Kiệt, hãy bình tĩnh đi. Làm sao bình tĩnh đi? Tại sao xe lại nổ chứ? Mau chạy đi. Đi đi. Ba tôi chết rồi. Thiên Thiên, sợ thế nào đi? Hy vọng viên đạn tôi đỡ thay anh là xứng đáng. Anh đối xử với anh em tốt hơn đàn bà. Thiên Thiên giống như em gái tôi vậy. Nó tốt như thế nào anh đều thấy rõ. Những lúc tôi ngưỡng mộ anh lắm. Anh đã từng nghĩ đến hạnh phúc của nó hay chưa? Anh có nghĩ đến không? Tôi thật sự không hiểu. Tại sao anh càng ngu ngốc thì phụ nữ lại càng yêu anh chứ? Anh biết không? Cái phụ nữ cần là được yêu thương. Anh đừng nói nữa. Anh đang bị thương đó. Vết thương đang chảy máu kìa. Vậy thì sao chứ? Tôi không uống. Anh nói xong chưa? Nói xong rồi. Người anh em, tôi không mong anh sẽ giống như tôi vậy. Sống không có nơi nương tựa, chết không có đất chôn thân.
Ông anh già, anh già chết có đúng không? Anh là một lão hồ ly, em không tin anh đâu, đến chết cũng không tin. Trừ khi em được tự tay mở nắp gián hòm ra kiểm tra. Ông anh già, sao thê thảm dữ vậy? Ai lại ra tay độc ác như vậy chứ? Không những đánh anh còn thiêu sống anh nữa. Người ta cũng sẽ đâm nổi như vậy rồi. Làm ơn anh bớt đón chút xíu đi. Ông anh già, bớn Thượng Hải dán mặt anh. Sau này sẽ đến đào đi. Thiên Thiên à, vậy là chú nói đi, mau lấy chồng đi, hay là làm vợ bé của bác đi. Ông anh già, em không đỡ xa anh đâu. Ông ở đâu đóng mồm vậy? Mau quỳ xuống đi. Để ca, giáp đầu. Diệp Khải Sơn này giết người không gớm tay, chỉ có người chết mới ép được tao. Hai tụi bay muốn làm anh hùng đúng không? Được, vậy tao sẽ cho tụi bay thấy bởi Thượng Hải này trước giờ không có anh hùng, chỉ có lưu manh thôi. Diệp Khải Sơn này chính là tên lưu manh nổi tiếng nhất bến Thượng Hải. Hôm nay coi như mày gặp may. Ông già thúi, đừng trách tôi không để mặt ông. Mày ngon lắm, cút đi. Vô dụng. Tôi xin lỗi lão gia. Máu lên. Tình huống Diệp Khải Sơn rõ ràng đã nhắm vào chúng ta mà. Ngày mai là bầu cử rồi, hắn muốn gây sự thôi. Chúng ta nhất định phải tham gia, nếu không sẽ bị các bàn đảng khác xem thường. Chúng ta mời đi. Tình huống Diệp Khải Sơn kia nhất định tìm cách gây sự, chúng ta nhất định phải đi. Nhưng là để thằng Hào đi. Thiếu gia, thiếu gia. Đại tiểu thư vô cốc rồi. Hai địa bàn của chúng ta cũng bị Diệp Khải Sơn cướp rồi. Còn họ làm kiểu gì nữa? Adem, má theo tôi. Bình tĩnh đi. Anh chỉ biết khi tôi bình tĩnh. Thiên Thiên tại sao lại thích người như anh chứ? Bình tĩnh. Bình tĩnh hả? Thiên Thiên thì sao đi? Nhìn nó chết sao? Trước khi Diệp Khải Sơn đắc cử, Thiên Thiên sẽ bình yên vô sự. Chúng ta manh động là trúng kế của hắn đó. Trong mắt anh chỉ thấy nỗi sợ thôi, sợ giúp chúng ta bình tĩnh. Hắn cố tình kích anh ra tay, rồi lấy cớ thủ tiêu chúng ta. Một khi ra tay thì tất cả các bang phái sẽ đứng về phía hắn ta. Tội anh Thiên Thiên thì sao? Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. A Kiệt à, đừng đánh nữa. Nghe tôi nói, trước đây ông Đường đối xử với tôi rất tốt. Người của tôi cũng là người của cậu.
Nếu như Diệp Khải Sơn muốn gây sự, chúng ta cứ tương kế tự kế. Anh à, anh thấy Mã Tam đáng tin không? Anh nói xem. Cảm giác chết nó như thế nào? Trước khi em chết, anh viết giúp em một tờ di chúc được không? Nói đi. Lữ Tiên Thiên là của em, Phương Kiệt tuyệt bút, đột thần kinh. Nói chung ngày mai tùy cơ ứng biến, còn thành xong thì rời khỏi ngay lập tức. Được thôi. Vậy anh đoán coi, ngày mai là anh cứu em hay là em cứu anh đi? Anh à, anh có nguyện vọng gì không? Nếu sống sót, anh định thế nào? Em có một giấc mơ. Em mơ thấy cả Thượng Hải này là của em hết. Thiên Thiên nắm lấy tay của em. Nói về nguyện vọng sau khi chết, nếu như anh chết, anh mong em sẽ sống sót. Anh Hào, hôm nay cố tình đến đón anh đó. Chúng ta dự đi, vừa bàn bạc. Bánh xếp đi. Tam gia, nhầm do từ nãy đến giờ, có bị trễ giờ không vậy? Làm một điếu đi. Không cần. Nghĩa anh em à, ông Đường vừa xuôi tay nhắm mắt. Diệp Kẻ Sơn tự cho mình là đại ca của bến Thượng Hải này. Hắn hợp tác với tên Owen, thế lực ngày càng tăng lên. Anh là một người có học thức, đáng tiếc là trẻ quá, không giống với loại người như tôi. Đứng trước sóng gió, đành phải nương theo con sóng lớn mà bơi. Dễ hiểu mà, đúng không? Người anh em à, xuống xe đi.
Xin chào, Tiêu à. Xin mời Tổng lãnh sự của nước Pháp, ông Bocquen, lên phát biểu, ông chủ. Người của đường phủ đến chưa? Vẫn chưa. Ông Mã Tam đang xử lý. Tôi có con kia mày. Cắm miệng đi. Tôi không muốn đến trễ đâu. Lãnh gia, xin lỗi ông. Chứ tôi còn phải nuôi gia đình nữa. Tôi rất vinh hạnh giới thiệu với mọi người nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay. Tại sao Mã Tam còn chưa đến? Sau đây xin mời người đã được đắc cử. Ngài Diệp Khải Sơn. Cảm ơn mọi người. Mời mọi người ngồi. Cảm ơn mọi người. Hôm nay là để mặt tôi đến tham dự buổi tiệc này. Sau này nếu Diệp Khải Sơn kiếm được miếng cơm, mọi người cũng sẽ có cơm ăn. Sau đây xin mời trao giải cho ngài Diệp Khải Sơn vừa mới nhậm chức. Bao chạy đi. Nói mau, Thiên Thiên đang ở đâu? Bắt con. Với tao rồi mày cũng đừng hòng thoát khỏi đi. Tao hỏi mày, Thiên Thiên đang ở đâu? Trên lầu. Mau lên cứu lão gia. Mau lên đi. Đứng dậy, theo tao. Đứng lại. Đứng lại. Chạy đi đâu? Chết tiệt, toàn lũ quan hại. Lùi lại mau. Lùi lại. Mau, lùi lại. Này ca, đừng nổ súng. Đừng để hắn trốn thoát, nhanh lên. Đừng lãng phí công sức nữa. Mày chạy đâu hả? Không thoát đâu. Mau phá cửa đi. Hãy cầm miệng lại. Muốn mà sẽ lăn lúc không?
Lão gia, đổ xuống. Lão gia, bên kia. Cút đi, bắn chết mày. Nhanh lên, mau lên đi. Xong lên đi. Hết đạn rồi. Bắn mày chết. Mau lên đi. Sao đến trễ vậy? Đứng dậy. Giết chết tao. Hai tên các con tụi bay cũng đừng hòng sống sót. Rồi khỏi đi. Nhất là mày đó, Phương Kiều. Cái đồ khốn kiếp. Tao còn thích người khác bắn anh em của tao. Thả tao ra. Thả tao ra. Thả tao ra. Nhìn kia, họ đã bị nổ kia. Sao là chuyện gì vậy? Tôi không biết nữa. Phú Sinh. Dạ có. Đến lúc thu dọn chiến trường rồi. Dạ thưa lão gia. Anh à, Phúc Sinh gọi chúng ta đến đó vào giờ này làm gì? Thank you.
Ba, ba vẫn còn. Từ con đã vất vả nhiều rồi. Bất ngờ thật đó. Ba chơi lớn thiệt đó. Sao vậy? Sợ chút quả vào thân hả? Đây là bạn học cũ của cậu à? Chỉ bởi vì tôi và cô ấy, tôi không quan tâm chuyện đó. Ba năm trước đã tham gia vô tổ chức ám sát sinh viên, đã ám sát Trần Tổ Quang, Miên Tân và Quy Linh Nhi, bị thương trong đợt ám sát Kiều Nghĩa Sư. Từ đó ma danh ẩn tích. Lúc đồng cô ta biểu diễn ở Thượng Hải Đại Thế Giới. Hào à, cậu biết những chuyện này không? Tôi quen Nhật Dân bao nhiêu năm nay, tôi không biết những chuyện đó. Nhưng mà Hào à, còn cậu thì sao? Hai người là thanh mai trúc mã mà. Cô ta đến để giết tôi, cậu biết chuyện này chứ? Tôi không biết. Cậu vẫn chưa biết chuyện này. Bất luận trả tấn thế nào, cô ta cũng không chịu khai. Có phải là bên cạnh tôi vẫn còn trái bơm không? Nhưng mà cho dù cô ta không khai, Takada Silurian đã giao thứ này cho chúng tôi. Tôi đã phải ra một giá rất lớn để được lấy chúng đó. Nhưng mà tôi muốn xác nhận lần nữa. Chuyện này nếu truyền ra bên ngoài sẽ trở thành trò cười cho băng đảng của chúng ta. Cứ vậy trước đi. Nhưng mà tôi biết vẫn chưa rõ ràng. Nhật Yến, cô thật sự muốn người đó giết chết tôi sao? Cô hận tôi vậy sao? Tôi giao quán cho cậu. Cậu tự xử lý đi.
Hãy sống tốt nhé. Anh sẽ nghe lời em. Em muốn đi đâu? Chúng ta sẽ đến đó. Em muốn đến Thượng Hải. Còn nữa, em muốn đi nước ngoài. Được thôi. Đây chính là căn cứ của cậu hả? Tụi người như cậu, những người lũ chuột có mặt ở khắp nơi, lúc nào cũng nói đến cách mạng, nhưng chả muốn lao động. Đối với những con chuột như vậy, cách tốt nhất là tóm trọn ổn. Thì ra con cờ cuối cùng chính là tôi. Trước giờ tôi không tin tưởng những người không có gì hết. Đương nhiên, cậu có nó. Như những mạng sống đó không đáng giá là 80 thổi vàng. Xử lý cậu ta đi. Kiệt à, đây chính là thời đại sinh tồn của những kẻ mạnh. Kẻ yếu là phải chết. Trong bang phái không tồn tại tình huynh đệ trường tồn đâu. Chỉ có lợi ích là bất diệt thôi. Nếu cậu muốn làm đại ca, cách duy nhất chính là chinh phục. Anh đã từng nói có ngọt cùng hưởng, có quả cùng chịu. Em gọi anh là anh Kiệt bởi vì em thực sự xem anh như anh em. Từ nhỏ đến lớn, em luôn phải giành giật với những người khác.
Ở cô như viện, em phải dành cơm ăn. Ở bên cảng phải dành chỗ ngủ. Ở Thượng Hải thì dành đất sống. Từ khi em quen với ba, anh dẫn theo đám đàn em để cướp địa bàn. Chỉ cần những thứ em muốn, đừng ai hòng cướp khỏi tay em. Nhưng mà anh là anh của em. Thiên Thiên, em có thể nhường cho anh vị trí ở Thượng Hải. Em cũng có thể từ bỏ không cần. Nhưng tại sao anh lừa dối em? Tại sao vậy? Tại sao lại làm việc này cho đàn áo xanh? Tại sao vậy? Nói nào. Phương Kiệt, người anh em tốt của anh, cố gắng thấy anh sống cho thật tốt nha. Em không muốn gặp anh nữa. Phúc Sinh, anh có quen ai họ La không? Chính là anh ta. Nhanh lên. Ông đừng nói là Phúc Sinh thích uống trà. Đừng lãng phí. Bà đã cho người tìm kiếm người anh em của con. Tìm hết 3 lần vẫn chưa tìm được xác chết của Lý Tử Hào. Nếu con không giết chết cậu ta, cậu ta sẽ giết chết ba. Con muốn ba chết hả?
giết chết người của đại ca sẽ không thể trở thành đại ca được. Nhưng ba nó còn biết người duy nhất ở bến Thượng Hải này có thể thay thế cho ba chỉ là bản thân ba thôi. Những người có thể thay thế ba đều đã chết hết rồi. Con muốn thay thế ba không? Thiên Thiên sớm muộn gì cũng đi theo con. Bàn phái sớm muộn gì cũng là của con. Nhưng mà con đã quá nóng vội. Ba à, con ngờ ngờ nếu con làm chủ đại cục được đâu. Thầy bảo nói số ba thọ lắm. Câu này có nghĩa là ba có thể ngồi vị trí này rất lâu dài, nhưng cũng phải có người kế nghiệp. Ba xem trọng con là từ bỏ rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Trên đời này đáng sợ nhất là loại người giả điên. Đáng sợ nhất hơn loại người giả điên chính là người điên. Cuối cùng thì từng người có quài bảo. Ta sao lại theo cái đảng áo xanh làm quái gì? Tự lãng phí tuổi thanh xuân của mình. Người ăn cơm cùng ba càng ngày càng ít. Nhìn quanh thì chỉ có người nhà là đáng tin nhất. Ăn đi. Làm những việc tốt quá người xấu sẽ không thích. Làm người tốt có ích gì chứ? Bị người khác ức hiếp. Xã hội bây giờ mình không đạp lên đầu họ, họ sẽ giảm lên trên da của mình thôi. Ba ơi, nhân tình thế thái ở bến Thượng Hải đi, làm gì có phân chia tốt xấu. Bà cứ giấu em suốt. Bà đã giết chết anh Kiệt, đã giết đám sinh viên, đã giết chết rất nhiều người. Bà sẽ dắt theo toàn bộ anh em của bến Thượng Hải đến để giết anh. Ngay từ đầu ông ấy đã lợi dụng anh, giết chết kẻ thù, tiêu diệt băng đảng áo xanh. Món nợ mà ba em đã gây ra, em lấy cả đời em để đền đáp cho anh. Thiên Thiên, em không nợ ai hết. Món nợ ông ta mắc phải do chính ông ta đền. Thiên Thiên, em mau chóng rời khỏi bến Thượng Hải đi. Không, chúng ta phải cùng nhau rời khỏi. Sáng sớm mai chúng ta hãy rời khỏi chúng thị phi này. Chúng ta đi anh. Sáng mai 9 giờ em đợi anh ở bến tàu. Thank you.
đến cứu thế của Bến Thượng Hải, cái khỉ gió. Ông chỉ là một tên khốn thâm độc hiểm ác. Thiên Thiên, tại sao vậy? Món nợ ba em đợi anh, em sẽ trả. Bến Thượng Hải đi, quan trọng vậy sao? Quan trọng đến mức hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời em tàn sát lẫn nhau. Nếu như em chết, em sẽ đi theo anh suốt đời. Để em được nằm trọn trong vòng tay của anh. Hôm nay ông được Hà Kiên, chủ tịch Thương hội Liên hiệp Thượng Hải, chính thức nhậm chức chủ tịch hội nghị qua. Ông được Hà Kiên phát biểu rằng,
Từ đây về sau, ông quyết sẽ hy sinh bản thân để phụng sự quốc gia, đoàn kết lực lượng công thương để xây dựng một Thượng Hải ngày càng phồn vinh. Tôi xuất diễn ông Đường Hạc Kiên chính thức nhậm chức chủ tịch hội nghị qua.